Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tago kêu gọi cầu nguyện và ăn chay trước nạn tin giả tại Philippines. Đức Hồng Y Luis Antonio Tago, Tổng giám mục Manila, đã kêu gọi cầu nguyện và ăn chay vì Phi Luật Tân đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng của sự thật do những tin giả và các nguồn tin bị chính trị đảng phái chi phối gây ra. Đức Hồng Y đã kêu gọi như trên trong một lá thư được Tổng giáo phận Manila gửi đến các ký giả vào hôm thứ Năm, 17 tháng 5, và được ký bởi Đức Hồng Y Tago vào ngày Chủ nhật, 13 tháng 5, ngày truyền thông thế giới. Trong thư gửi các linh mục, nam nữ tu sĩ của Tổng giáo phận Manila, Đức Hồng Y Tago yêu cầu các vị cử hành 12 ngày cầu nguyện và ăn chay từ ngày 20 tháng 5, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cho đến ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Thánh Elizabeth. Trong thời gian này, các nhà thờ trong Tổng giáo phận Manila sẽ rung chuông nhà thờ vào lúc 3 giờ chiều để tưởng nhớ đến cái chết của Chúa, cầu xin các ơn của Chúa Thánh Thần và đọc kinh kính lòng thương xót. Đức Hồng Y Tago nhận xét rằng cuộc khủng hoảng sự thật đã gieo những hạt giống nghi kỵ, oán giận và chia rẽ. Chính trị đảng phái đã gây ra những thiệt hại cho thiền ích chung của quốc gia.